Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui mừng được gặp lại quý vị trong chương trình Luật sư doanh nghiệp số đặc biệt chào mừng Tết Mậu Tuất. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình, tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến quý khán giả. Chúc quý vị một năm mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Và cũng chân thành cảm ơn quý khán giả đã dành tình cảm cho chương trình Luật sư doanh nghiệp trong suốt năm vừa qua. Thưa quý vị, trong năm 2017 là một năm có nhiều dấu mốc với nhiều cải cách đột phá trong nhiều bộ luật và quy định pháp lý. Có tới 12 luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 3 và 6 luật thông qua tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 14. Đặc biệt, nhiều bộ ngành đã có những đề xuất được đánh giá là lịch sử khi cắt giảm một lượng điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Vậy những thành tựu đã đạt được trong năm 2017 là gì và những vướng mắc còn cần khắc phục trong năm 2018 là gì? Nội dung trên sẽ có trong chương trình Luật sư doanh nghiệp số đặc biệt ngày hôm nay với chủ đề Cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính nhìn lại năm 2017. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Bộ Công Thương đã quyết định cắt bỏ 675 điều kiện kinh doanh, chiếm 55,5% số điều kiện kinh doanh của Bộ. Bộ Xây dựng cũng đã cắt giảm 51% số điều kiện kinh doanh và thời gian giải quyết thủ tục hành chính giảm 25% so với trước đây. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất bãi bỏ, sửa đổi 118 điều kiện kinh doanh, chiếm 34,2%. Các bộ ngành đang rốt ráo với công cuộc cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Mời quý vị đến với phóng sự tổng hợp sau đây của chúng tôi. Trước hết, hãy cùng nhìn lại. Ngày 12 tháng 12 năm 2016, luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư năm 2014 chính thức được Văn phòng Chủ tịch nước công bố, giảm số lượng ngành nghề kinh doanh có điều kiện từ 267 ngành nghề xuống còn 243 ngành nghề. Vậy là chính thức từ mùng 1 tháng 1 năm 2017, số lượng ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được áp dụng là 243 ngành nghề. Sau gần một năm chính thức áp dụng số lượng ngành nghề kinh doanh có điều kiện là 243, thì cuối năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã và đang xây dựng dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư và luật doanh nghiệp, trong đó có nội dung bãi bỏ thêm 21 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Và nếu được chấp thuận, thì số lượng ngành nghề kinh doanh có điều kiện sẽ giảm từ 243 xuống còn 222. Đây là một cái sự cố gắng rất lớn của chính phủ và sự quyết tâm chính phủ là cái việc mà chính phủ luôn luôn phát ngôn này là chính phủ kiến tạo và chính phủ xây dựng. Tôi hoàn toàn ghi nhận, có thể nói đây là lần đầu tiên mà luật sửa đổi đầu tư được thực hiện một cách nhanh chóng như vậy. Chưa đến một tháng rưỡi là luật cũng được. Có thể nói đây là một cái kỳ tích rất là đóng góp rất lớn của chính phủ cũng như các bộ ngành. Tương ứng với 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện hiện hành là 5.917 điều kiện kinh doanh. Trong báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật ngày 22 tháng 8 năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất bãi bỏ 1.930 yêu cầu điều kiện về kinh doanh được cho là những giấy phép con cản trở doanh nghiệp lâu nay. Trong đó có 302 điều kiện về tài chính, 85 điều kiện kinh doanh về địa điểm, 1.336 điều kiện về năng lực sản xuất, 127 điều kiện về phương thức kinh doanh và 80 điều kiện về quy hoạch. Bộ Kế hoạch Đầu tư có đưa ra cái đề xuất là cắt giảm 2.000 cái điều kiện kinh doanh những cũng như giấy phép đi. Tôi nghĩ cái đó là rất thuận lợi cho doanh nghiệp. Chẳng những là về chi phí, về tiền bạc mà còn chi phí thời gian. Nhưng cái đó thì tôi nghĩ là quyết tâm chính trị thôi. Chứ còn tổ chức thực hiện thì nó là cả một cái việc mà mình phải quyết tâm đến hành động phải đến 10 và biện pháp phải 20. Lấy thí dụ từ cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2016 ấy, đến nay thì tôi thấy là Bộ Công Thương mới bỏ được hai cái. Một là cái về kiểm tra formaldehyde cái vải ấy. Hai là kinh doanh ô tô. Thế của ông nhiều lắm. Thế bây giờ ông bỏ được thì tôi nghĩ là rất mừng. Nếu cái điều đó thực hiện được thì cộng đồng doanh nghiệp rất là phấn khởi. Trước lộ trình cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính của Chính phủ trong năm qua cũng đã có những kết quả cụ thể đạt được. Ngày 20 tháng 9 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký ban hành quyết định số 3610A, ban hành phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017-2018. Theo quyết định này, 675 điều kiện đầu tư kinh doanh được cắt giảm.
Con số này được Bộ Công Thương đưa ra sau hơn 2 tuần các đơn vị tiến hành rà soát 1.216 điều kiện đầu tư kinh doanh trên 27 ngành nghề. Điểm đáng chú ý của đợt rà soát lần này là số lượng điều kiện đầu tư kinh doanh mà các đơn vị đề xuất cao hơn so với dự kiến ban đầu 60 điều kiện và lên tới con số 675 thay vì 612 điều kiện, chiếm 55,5% tổng số các điều kiện thay cho con số 50,3% như dự kiến ban đầu. Thì trước tiên thì chúng ta cũng phải ghi nhận rằng đây là một cái quyết tâm rất là lớn của Bộ Công Thương và phải nói rằng là đây là một cái sự chủ động từ phía Bộ Công Thương, bởi vì chúng tôi cũng theo dõi cái hoạt động về rà soát các điều kiện kinh doanh của các bộ thì chủ yếu là do từ phía Bộ Kế hoạch Đầu tư hay là từ VCCI chủ động rà soát, sau đó thì kiến nghị với các bộ. Nhưng mà Bộ Công Thương là một trong số ít bộ đã chủ động đi rà soát cái hoạt động, những cái điều kiện kinh doanh của ngành, trong lĩnh vực của ngành. Tuy nhiên thì ví dụ như là Bộ Công Thương này, Bộ Y tế này hay là Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì cũng đã chủ động rà soát các điều kiện kinh doanh. Nhưng chưa có bộ nào mà đưa ra được rằng là cái con số mà sẽ cắt bỏ là bao nhiêu và đó là những cái điều khoản nào hay là những cái điều kiện nào. Và thì phải nói rằng là đây là một trong những cái ghi nhận rất là tích cực từ phía lãnh đạo của Bộ Công Thương cũng như là cái sự chủ động từ phía Bộ Công Thương. Bởi vì chúng ta cũng phải khẳng định một điều, chúng ta không thể chạy theo thành tích để đơn giản là để lấy cái thành tích chính trị để nói là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bằng mọi giá, mà chúng ta phải cân đối và đảm bảo được những cái yêu cầu của đất nước trong cái quản lý nhà nước và nhất là trong giai đoạn hội nhập này, hội nhập rất sâu và rộng. Chúng ta đều phải đảm bảo được cái hiệu quả đó, chứ không phải là chúng ta buông lỏng cái thị trường trong nước, chúng ta buông lỏng cái chất lượng sản phẩm để rồi chúng ta nói là để tháo gỡ, đấy là để phục vụ cho doanh nghiệp. Sau quyết định được cho là lịch sử của Bộ Công Thương, hàng loạt bộ ngành khác cũng gấp rút vào cuộc. Bộ Xây dựng đã cắt giảm từ 93 thủ tục hành chính xuống còn 46 thủ tục, đạt 51% trong lĩnh vực xây dựng. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính giảm 25% so với trước đây. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất bãi bỏ, sửa đổi 118 điều kiện, chiếm 34,2% trong tổng số 345 điều kiện đầu tư kinh doanh mà bộ này quản lý. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cũng cho biết, qua rà soát sơ bộ, có thể cắt giảm được khoảng 40% các điều kiện thủ tục kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của bộ. Đó là những tổng hợp, những con số, tuy mới chỉ dừng ở đề xuất, nhưng nó cho thấy các bộ ngành và chính phủ cũng đã có một lộ trình cụ thể để chuẩn bị cho năm 2018 vẫn là một năm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Rõ ràng nhìn vào bức tranh toàn cảnh về cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong năm 2017 đã có nhiều điểm sáng. Tuy nhiên, không phải là không còn những vướng mắc và tồn tại, đòi hỏi các cơ quan và các bộ ngành vào cuộc một cách quyết liệt hơn để doanh nghiệp không còn những mối lo về giấy phép con hay thủ tục hành chính. Kính mời quý vị đến với phóng sự tiếp theo. Còn nhớ, trong buổi đối thoại cùng doanh nghiệp 2017 được tổ chức vào trung tuần tháng 5 năm 2017 với chủ đề Đồng hành cùng doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định chọn năm 2017 là năm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp và năm 2018 sẽ tiếp tục công cuộc cắt giảm này. Điều này một lần nữa chứng tỏ những lo lắng về gánh nặng chi phí, bao gồm cả chi phí tuân thủ và chi phí không chính thức, vẫn đang là những mối lo hiện hữu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó còn phải kể đến những quan ngại về vấn đề thủ tục chồng chéo làm khó doanh nghiệp. Chẳng hạn như, có những thủ tục tưởng chừng như đơn giản mà lại bị kéo dài thời gian thực hiện một cách khó giải thích. Thì ví dụ như là công ty tôi gần đây chẳng hạn có thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, thay đổi cả hình thức của doanh nghiệp từ trách nhiệm hữu hạn sang cổ phần, thì chúng tôi chuyển từ quận Bắc Từ Liêm sang quận Nam Từ Liêm. Thì chúng tôi làm hồ sơ thì tôi thấy phải ký rất nhiều các loại hồ sơ. Mà tôi chẳng biết là nếu hồ sơ đó để mà tôi đọc thì tôi cũng rất là mất thời gian. Tôi không biết là tôi ký vào để giải quyết các vấn đề gì khi mà cả một đống hồ sơ đi nộp lên cơ quan nhà nước không biết có ai xem không. Ai là người xem, ai là người kiểm soát cái hồ sơ đó nó đúng sai hay như thế nào. Đấy, thực sự là rất là phiền phức. Thì chúng tôi làm mất tới hơn một tháng trời mới nhận được xong xuôi cái quyết định cuối cùng là mới chuyển xong.
Mà hơn một tháng trời chỉ việc cái việc là chuyển hình thức doanh nghiệp thôi. Chúng tôi vừa rồi cũng đang gặp một cái trường hợp là họ kinh doanh một cái dịch vụ không phải là thực tế về việc thực hiện dịch vụ, mà chỉ là dạy cái dịch vụ đó thôi. Đó là luồn chỉ nhân mí và bơm các chất botox để làm đầy gương mặt. Thì họ chỉ dạy thôi chứ họ không kinh doanh. Nếu họ kinh doanh thì họ đương nhiên họ phải có chứng chỉ. Tuy nhiên là họ không kinh doanh thì họ dạy. Thì trong cái luật chuyên ngành không có quy định. Trong quyết định 10 không có về mã ngành. Đấy, chúng tôi khi mà đăng ký vào, phòng kinh doanh trả lời ra yêu cầu là phải bổ sung, sửa đổi bổ sung và yêu cầu quy định, ghi rõ quy định căn cứ vào đâu để làm cái việc đấy. Tôi nó có công văn để yêu cầu Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn cái trường hợp này. Thì Bộ Kế hoạch Đầu tư trả lời là cái việc này là không nằm trong cái lĩnh vực chuyên môn của họ. Lĩnh vực chuyên môn của họ, cái này lại phải thuộc lĩnh vực của Bộ Y tế và Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Thì chúng tôi lại phải lóc cóc đi làm việc với Bộ Y tế và Bộ Thương binh Xã hội. Rất may là Bộ Y tế cũng làm việc rất là nhanh và sau đấy 7 ngày làm việc, chúng tôi nhận được thông báo trả lời là cái việc này phải làm thực hiện như thế nào. Đấy, thì là cái câu chuyện để cho doanh nghiệp là phải đi lại rất là nhiều lần và thực hiện thực tế nó sẽ rơi vào trong khoảng tầm từ 2 tháng đến thậm chí đến 3 tháng mới xong một cái vấn đề mà trong khi đấy là cái nội dung đó thực tế là không bị cấm. Hoặc có những quy định giống nhau, chỉ cần thực hiện một lần, xong trên thực tế doanh nghiệp vẫn phải thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần qua nhiều năm. Theo quy trình hàng năm chúng tôi đều phải xin giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế. Tuy nhiên, giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế quy định chỉ có hạn 1 năm, trong khi những giấy của nhà sản xuất có hạn đôi khi từ 3 đến 5 năm. Việc đăng ký giấy phép nhập khẩu mất 3 đến 8 tuần và doanh nghiệp phải làm việc này hàng năm. Số lượng giấy tờ đôi khi là lặp lại từ năm này qua năm khác. Việc này không chỉ gây tốn thời gian cho phía doanh nghiệp mà còn cho phía cơ quan quản lý nhà nước. Tiếp tục bàn đến chuyện cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh, cắt mà như chưa cắt. Rõ ràng, việc cắt giảm có lẽ đang dừng ở mức dùng các cách thức hay tạm gọi là chiêu thức mang tính kỹ thuật để cắt về số lượng. Nhưng chất lượng của việc cắt giảm này thì còn nhiều điều cần bàn. Khi mà Bộ Công Thương đưa ra cái danh mục 675 cái điều kiện kinh doanh sẽ cắt bỏ, liệu nó thực sự những cái điều kiện đó có thực sự là 675 cái hay không, hay là những cái điều kiện đó trong đó thì chúng ta thấy cần phải rà soát lại để xem là những cái chất lượng của cái quy định đó như thế nào, rồi kế hoạch là như vậy nhưng mà cái lộ trình cũng như là cái kế hoạch mà sẽ sửa đổi các cái văn bản liên quan thì chúng ta cũng cần phải có cân nhắc thêm và xem xét thêm những cái nội dung này. Ví dụ như nói về quyết định mang tính lịch sử khi cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Công Thương. Tuy nhiên, lại có một thực tế, theo công bố của Bộ Công Thương, nhóm ngành kinh doanh thực phẩm sẽ cắt giảm 215 điều kiện kinh doanh trong năm 2017. Một số điều kiện kinh doanh được cắt giảm như cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm phải có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc có giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. Tuy nhiên, trên thực tế, kinh doanh bất cứ ngành nghề nào đều phải đăng ký những giấy tờ trên. Như vậy, việc cắt giảm điều kiện kinh doanh như trên rơi vào tình trạng cắt cũng như không. Hay, với ngành nghề hoạt động thương mại điện tử, Bộ Công Thương bỏ điều kiện thiết lập website thương mại điện tử bán hàng cần có tên miền hợp lệ và tuân thủ quy định về quản lý thông tin trên Internet. Tuy nhiên, các doanh nghiệp lại cho rằng việc cắt giảm các điều kiện như trên cũng không có ý nghĩa vì không giúp hoạt động của doanh nghiệp được thông thoáng hơn. Tuy nhiên thì chúng tôi có đọc cái phụ lục mà kèm theo cái quyết định của Bộ Công Thương thì chúng tôi thấy rằng là có nhiều điều kiện kinh doanh thì chưa thực sự là bãi bỏ. Bởi vì là trong cái văn bản đó ấy, có thể chỉ đơn thuần là họ tinh gọn cái văn bản lại bằng cách là họ trích dẫn cái điều khoản liên quan của một cái văn bản nghị định hoặc là một cái luật khác. Thay vì họ liệt kê các điều kiện kinh doanh đó ra, thì như vậy trên thực tế thì điều kiện kinh doanh đó chưa bỏ. Bỏ có nghĩa là không quy định, tức là không ghi cụ thể tại cái văn bản liên quan thôi, nhưng không có nghĩa rằng là quy định nó bỏ. Bởi vì là trong cái văn bản của, mà liên quan đến các ngành nghề thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương, thì họ chỉ đơn thuần là họ tham chiếu một cái điều khoản cụ thể và không ghi chi tiết, cái liệt kê chi tiết các cái điều kiện kinh doanh liên quan. Rõ ràng đã có rất nhiều nỗ lực của chính phủ,
của các bộ ngành trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính. Nhưng điều quan trọng và các doanh nghiệp mong đợi là những chiến dịch cắt giảm ấy phải đi vào thực chất, nhằm vào đúng người và đúng vướng mắc. Thưa quý vị, rõ ràng để thực hiện hiệu quả mục tiêu năm 2018 tiếp tục là năm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp thì còn rất nhiều việc cần phải làm. Trong đó có những nỗ lực từ phía chính phủ, từ các bộ ngành, từ những người thực thi pháp luật và từ chính cộng đồng doanh nghiệp. Kính mời quý vị đến với những ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được. Tất nhiên chúng tôi cũng chưa nói là 675 cái điều kiện đăng ký kinh doanh đã là cái cuối cùng mà chúng tôi vẫn sẽ làm trong cái tiến trình chung đó. Để giải pháp chung thì báo cáo với Bộ trưởng cũng kính những ý đồng chí là báo cáo lại Thủ tướng. Đấy là cái quan điểm xuyên suốt của Bộ Công Thương. Về cắt giảm các cái giấy phép cũng như điều kiện kinh doanh, đấy là cái việc của cái bộ máy công quyền. Thế thì một là như là chính phủ đề ra là tự mình rà soát và tự mình cắt giảm, thì đó đòi hỏi một cái dũng khí cũng như là quyết tâm chính trị rất lớn thì mới làm được. Nhưng mà lúc nãy tôi có trao đổi thì bên cạnh cái đó thì phải có cái những cái biện pháp mà kiểm tra cái việc mà các bộ ban hành có cài cắm những quy định mà coi như là nó gọi là giấy phép bất hợp lý hay không ấy, thì cần một cái tổ tư vấn nó tương đối độc lập để tư vấn cho Thủ tướng để mà giao cho các bộ chỗ này là chưa được này, chỗ này chưa hợp này. Tôi cho rằng là ở đây là không chỉ để cho cái bộ ngành dựa vào họ để họ tự động họ rà soát mà đủ. Việc đấy là cần nhưng chưa đủ. Mà tôi cho rằng là chính những đối tượng bị ảnh hưởng của chính những chính sách đó hoàn toàn có ngồi, có quyền là thông qua tổ chức của mình chứ không phải từng doanh nghiệp cụ thể một. Thì là họ ngồi lại với nhau. Ví dụ như cộng đồng của 100 cái doanh nghiệp trong cái ngành đấy, trong cái lĩnh vực đấy, ví dụ 50 ông chuyên xuất khẩu chuối, tôi lấy cho trồng chuối và xuất khẩu chuối. Thì họ có thể liệt kê lại những gì họ đang phải làm. Và họ là người trực tiếp nói rằng là họ đề xuất ra cái giải pháp. Đấy một cách nữa còn tích cực hơn. Theo chúng tôi, để đáp ứng được thỏa mãn yêu cầu quản lý nhà nước thì chúng tôi đề xuất cái quy trình như thế này. Xong sau đó có một cái cơ quan đứng ở trung gian thẩm định. Trong quá trình thẩm định cái đề xuất của bộ ngành lên thì xem xét theo cái góc độ đấy nữa. Và nếu như trước đó các bộ ngành ấy là tham khảo các cái đề xuất của chính các cái đối tượng doanh nghiệp mà phải tuân thủ các cái quy định họ đặt ra, họ đề xuất ngược trở lại. Nếu các bộ ngành chủ động là tiếp thu cái đấy trước để đưa ra cái đề xuất với chính phủ trước khi thẩm định thì đấy là tốt nhất. Còn nếu không thì cơ quan thẩm định phải xem xét cả hai ý kiến hai bên. Thì tôi cho đấy là cái cách tích nhất. Và không thể chờ tuần tự từng cái này, từng cái điều kiện một, chờ tuần tự từng bộ, từng ngành một. Thì đến bao giờ 2.000 cái đến bao giờ xong? Mà tức là gì? Từng cái giấy phép một, từng cái lĩnh vực một thì nên tổ chức với nhau như thế. Đây là đề xuất của tôi. Bên này chúng ta cũng cải cách, nhưng tôi thấy rằng cải cách cái tác động của nó cũng mỗi một lần cải cách thì nó lại có một cái tác động vừa phải. Thì rõ ràng là tôi thì tôi không kỳ vọng cái điều đó. Tôi rất mong muốn là các cái cuộc cải cách ấy thực sự gọi là cải cách thì nó phải có một cái tác động đột phá, có một cái tác động rất lớn. Còn nếu không thì ta dùng quách cái từ, nếu không thì chúng ta nên dùng cái từ ví dụ như gọi là cải thiện một bước, cải thiện một phần nhỏ thì có lẽ nó chính xác hơn. Như vậy lần này nếu như chúng ta dùng từ cải cách thì chúng ta phải làm, phải đặt đó một là mục, đó là ưu tiên. Thứ hai làm triệt để. Thứ ba là một cách toàn diện. Và thứ tư phải đặt một cái mục tiêu là phải tạo ra một cái sự đột phá. Vấn đề là có nhiều điều kiện hay ít điều kiện, dễ bàn và dễ giải quyết. Và đó thực ra không phải là vấn đề. Mà vấn đề chính là gì? Dù có ít điều kiện chăng nữa, nhưng mà các cái cơ quan nhà nước, các cái cán bộ thừa hành trong cơ quan nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước khi giám sát, khi cấp các cái đăng ký kinh doanh, thế rồi thì khi thanh tra, khi kiểm soát ấy, gây nhũng nhiễu, gây phiền hà, không cần thiết. Điều đó mới là điều quan trọng. Và đấy mới là cái điều tạo nên cái sự bức xúc thật sự của các doanh nghiệp. Thì có lẽ cái mà cải thiện mà để mà vừa là giải quyết vấn đề trước mắt, vừa có thể cái lâu dài, thì chúng ta khung khổ, thì chúng ta lấy chuẩn mực quốc tế. Và trong hành động cụ thể, thì chúng ta hãy nhìn những vướng mắc nhất nào của doanh nghiệp, những bức xúc nào của doanh nghiệp, chúng ta tháo gỡ nó.
Qua chương trình tổng hợp vừa rồi, chúng tôi hy vọng quý vị đã có cái nhìn toàn cảnh về bức tranh cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính ở nước ta trong năm 2017. Hy vọng năm 2018, doanh nghiệp sẽ không còn phải lo lắng quá nhiều về những thủ tục hành chính, về những giấy phép con, về những gánh nặng về chi phí, để có thể tập trung phát triển kinh doanh, đóng góp cho đất nước. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Chúc quý vị một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.